Hello anh em nhé, thì hôm nay mình có làm cho anh Huy ở Tích Giang, Phúc Thọ, Hà Nội một con máy Cricket V2 VIP. Thì đây là bản nâng cấp, thì mình đã đắp mạch xong nhá. Đấy, toàn bộ đường mạch là đi dây đồng nhá, và đi trực tiếp hết vào chân mát và chân biến áp của máy nhá. Đấy, anh em nhìn nhá, mình đắp rất là cẩn thận. Đấy, ok nhá. Thì đây là cấu hình máy. Máy này thì sẽ xài 24 phét nhỏ. Đấy, cấu hình máy của nó nha anh em nha. Đấy, thì giờ mình sẽ vào vỏ và test video cho anh em nghe tiếng máy nhá. Anh em chờ mình chút nha. Hello anh em nhá, thì đây là Facebook của mình, Thủy Kích Cá này. Thì anh em nào chơi Facebook thì kết bạn với mình nhá. Anh em gõ vào ô tìm kiếm ở trên góc màn hình này chữ Thủy Kích Cá nhá là nó ra, và kết bạn với mình sẽ chấp nhận nhá, để anh em trao đổi những vấn đề mà anh em cần hỏi mình, hay là có vấn đề gì thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em nhá. Chào anh em nhá. Hello anh em, thì đây là con V2 VIP của anh Huy ở Tích Giang, Phúc Thọ, sau khi em đã vào vỏ xong nhá. Đấy, quay cấu hình máy anh em nhìn nhá, thì biến áp của Samut 1600M này. Đấy, tụ đầu ra 450 680 này, tụ băm 6 tụ nhá, 4 tụ 8 và 2 tụ 6 nhá. Mình thử tải cho anh em nghe tiếng máy. Ở đây thì mình đã chỉnh sẵn tần số đánh là 80, 75 và 28 này, để đánh vợt nha, cái này đánh vợt nhá. Công tắc để nấc số 2 để đánh vợt, đánh cá chép này, bấm này. Đấy. Máy. Đấy, máy này đánh cá chép rất là ngon nhá. Cho cá nổi rất là đẹp, tại vì là cuộn cảm của nó là E65 và sung nó rất là rộng, cuốn rất là nhiều vòng, nên là nó đánh sung nó rất là rộng và cá nó hút nhá, cá trắng rất là hút nhá, được rất nhiều anh em tin dùng rồi. Đấy, ở đây là tần số kéo cáp này, kéo cáp chọn điểm này, 85, 100 và 80 này, bấm này. Đấy, đạp rèn được luôn nhá, đạp rèn được luôn nhá. Đấy, chuyển tần số này, tần số này chọc vợt nhá, 85 80 45, vừa chọc vợt vừa đánh cáp đều được. Đấy, cái này vừa chèo vừa bấm nhá, đánh cáp thì vừa chèo vừa bấm nhá. Đấy, rất là ok nhá. Đây là có cái công tác chuyển áp này, bật xuống dưới này là đánh 4 tụ, đánh 4 tụ màu đen. Bật lên cái số 1 gạch này nhá. Đấy, 1 gạch này là đánh tổng cộng là 6 tụ băm nhá. Đấy, tiếng máy nó sẽ khác nhau nhá. Mình thử cho nhá. Đây. Đấy, tiếng máy 4 tụ này. Nhìn bóng đèn này. Đấy, bóng đèn nó sáng hơn này. Ở ngoài thì nó nghe rất là phân biệt, nó rất là rõ ràng, nhưng mà trong quay và video thì anh em nhìn nó khó hơn. Đấy, bật lên 6 tụ này. Đấy, bóng đèn nó sáng và tiếng máy nó khác nhá. Đấy, còn nếu mà đánh điểm, đánh cá chọn điểm đánh. Đây. Đánh cá chọn điểm, có thể đánh cá bỏ mồi ăn tăm thì có thể để tầm khoảng 75 100 và tầm 13. Đấy, 13 nhá. 75 100 và 13 để đánh chọn điểm nhá. Đấy. Chọn điểm đánh nhá, cá ăn tăm này, cá bỏ mồi này. Đấy. Hoặc là kéo cáp chọn điểm cũng có thể để tần số là 75, 100 và 13 để bấm nhá. Đấy. Máy này kéo cá lăng này, kéo cá lăng, cá các loại da trơn và cá có vảy đều rất là ngon nhá. Nổi rất là đẹp luôn. Đấy, du rất là sướng, kéo cá lăng đuôi đỏ nổi như phao, anh em ở trong Đắk Lắk, Lâm Đồng kéo rất là sướng, kể cả cá chép vậy, mực nước 7-8 mét kéo vẫn lên là bầm. Đấy, thử tiếng máy nhá. Thì máy này mình bán quá nhiều rồi và được rất nhiều người tin dùng, nên anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình nhá. Chào anh em nhá.